Bảo Yến xin chào các bạn. Hôm nay Bảo Yến sẽ mang tới cho các bạn một dòng máy nén khí của thương hiệu Takyo với dung tích từ 30 đến 200 lít. Và trước mặt Bảo Yến đây là dòng máy nén khí Takyo với dung tích là 120 lít. Để hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm này cũng như là ưu điểm đặc điểm của máy, sau đây hãy cùng Bảo Yến khám phá chi tiết máy nhé. Và trước mặt Bảo Yến đây là dòng máy nén khí Takyo với dung tích là 120 lít. Bình sẽ có dung lượng là 120 lít. Và phía trên chúng ta sẽ thấy là có in một cái chữ Takyo để các bạn phân biệt được hàng chính hãng. Và bình sẽ được sơn bằng lớp sơn tĩnh điện chống oxy hóa trong quá trình sử dụng lâu dài. Bên hông chúng ta sẽ có một đồng hồ quan sát áp, một cái van xả khí kèm một cái khớp nối nhanh. Chúng ta sẽ gắn dây khí vào đây. Mà bình sẽ được thiết kế thêm 4 bánh canh xe cao su và 2 tay cầm ở hai bên bình để chúng ta dễ dàng di chuyển hơn. Đầu nén khí 3 piston với 3 cái boe giảm âm tốt. Và cái mắt nhớt chúng ta sẽ quan sát ở đây. Khi các bạn châm nhớt thì chúng ta sẽ chỉ việc mở nắp này ra và chúng ta châm đến 80% là chúng ta đã sử dụng được rồi. Và dây dẫn hơi chúng ta sẽ được truyền tải từ đầu nén xuống dưới bình. Bình sẽ có một cái thông số kỹ thuật dán ngay trước để các bạn dễ dàng quan sát hơn. Đây là công suất với 3 ngựa, tương đương là 2.2 kW. Và cái tốc độ mà nạp nhanh là khoảng là 300 lít trên phút. Và máy có áp suất là 8 kg, tương đương là 190 psi. Bên hông chúng ta sẽ có một cái rơ le tự động ngắt. Bình sẽ đạt sử dụng là 83, tối đa là được 13 tự động ngắt. Và đây là motor chính hãng của Thành Phát. Chúng ta sẽ thấy motor được đúc bằng hợp kim nhôm, có cánh quạt tản nhiệt ở phía trước. Bên trong sẽ là 100% lõi đồng. Motor sẽ được bảo hành tới 12 tháng. Và trong quá trình sử dụng thì các bạn nếu mà lỗi do nhà sản xuất thì chúng ta sẽ hoàn toàn được đổi mới. Phía sau sẽ có dây cura, có một cái tấm chắn bảo vệ bên ngoài, mang lại sự an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng. Các bạn hãy lưu ý rằng khi mà chúng ta sử dụng máy nén khí thì các bạn hãy nhớ quan sát hay là thường xuyên kiểm tra cái van xả nước ở dưới này. 1 tháng thì chúng ta nên xả nước 1 lần để mang lại cái độ bền của máy hơn. Và một vài điều quan trọng khi mà chúng ta sử dụng máy nén khí này, chúng ta hãy đặt máy ở những nơi bằng phẳng và kiểm tra nguồn điện kết nối vào máy. Thứ hai là các bạn hãy thường xuyên kiểm tra và thay nhớt để máy có độ bền cao hơn. Thứ ba là chúng ta tuyệt đối không được sử dụng máy khi chúng ta tay ướt hoặc là chân ướt để tránh gây tình trạng rất là nguy hiểm tới các bạn. Vừa rồi Bảo Yến đã chia sẻ cụ thể về dòng máy Takyo TK-120 lít này. Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn sở hữu và đang tìm một dòng máy chính hãng chất lượng thì đừng bỏ qua video mà ngày hôm nay Bảo Yến giới thiệu. Công ty Thế Giới Máy của chúng tôi luôn cung cấp những cái mặt hàng chính hãng chất lượng và giá thành lại phù hợp với các bạn. Nếu các bạn muốn sở hữu ngay thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ở bên dưới màn hình hoặc truy cập website để được tư vấn cụ thể hơn. Còn bây giờ Bảo Yến xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.